Kính chào quý vị khán giả, Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2023, nhiều dự án lớn đầu tiên của Việt Nam đi vào hoạt động tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là các dự án có sức lan tỏa mạnh cho nền kinh tế. Vì các dự án có mức đầu tư lớn và đầu tiên ở Việt Nam chắc chắn sẽ mang lại sự tăng trưởng mạnh mẽ, lâu dài cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung. Vậy đó là những dự án nào và mang lại những giá trị gì? Quý khán giả hãy theo dõi tiếp video nhé! Trước đó, tháng 2 năm 2018, tổ hợp hóa dầu Long Sơn do tập đoàn SCG Thái Lan đầu tư được khởi công xây dựng. Tháng 11 năm 2023, tổ hợp hóa dầu này đã hoàn thành và vận hành chạy thử toàn bộ. Dự kiến đầu năm 2024, dự án sẽ vận hành thương mại. Sản phẩm của tổ hợp hóa dầu Long Sơn là olefins và các loại hạt nhựa polyolefin với công suất từ 1,35 triệu tấn đến 1,4 triệu tấn trên năm cho mỗi loại. Trong đó hạt nhựa chính là nguyên liệu đầu vào để sản xuất các sản phẩm nhựa dùng trong đời sống hàng ngày như chai, lọ, ống nước, lưới, màng lọc. Ông Kurajet Tharachandra, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn thuộc tập đoàn SCG cho biết, từ khi khởi công xây dựng dự án đến năm 2023 đã nợ 140 triệu đô la Mỹ tiền thuế cho ngân hàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đặc biệt từ năm 2024, khi vận hành thương mại dự án sẽ có doanh thu khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ và mỗi năm dự án sẽ đóng 150 triệu đô la Mỹ tiền thuế giá trị gia tăng. Theo chủ đầu tư, tính đến nay dự án trên đã giải ngân hết số vốn đăng ký đầu tư, tức 5,1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó chi tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là 1,5 tỷ đô la Mỹ, còn lại chi cho các nhà thầu chính của dự án. Quá trình triển khai tổ hợp có thời điểm dự án huy động 18.000 lao động tại công trường. Đến nay khi dự án đã hoàn thành trong tổ hợp này có gần 700 kỹ sư, công nhân người Việt Nam. Ngoài ra sẽ thu hút hàng trăm lao động khác khi các công ty Việt Nam cung cấp các dịch vụ cho tổ hợp hóa dầu này. Các chuyên gia khẳng định việc tổ hợp hóa dầu Long Sơn vận hành chính thức sẽ mang lại nhiều hiệu ứng tốt cho nền kinh tế, bởi sẽ hình thành các chuỗi cung cấp hàng hóa và sản xuất và hệ sinh thái xung quanh tổ hợp này. Cuối tháng 10 năm 2023, kho cảng khí thiên nhiên LNG với tổng mức đầu tư 6.500 tỷ đồng khánh thành. Đến thời điểm này, đây là kho cảng LNG tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này là kho cảng chứa LNG nhập khẩu đầu tiên tại Việt Nam. PVGas, chủ đầu tư, là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG. Trước đó, vào tháng 7 năm 2023, PVGas đã nộp về 70.000 tấn LNG có trị giá khoảng 830 tỷ đồng. Đây cũng là những tấn khí thiên nhiên đầu tiên được nhập khẩu về Việt Nam. PVGas cho biết LNG rất quan trọng cho mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bởi trong bối cảnh nguồn cung khí trong nước đang suy giảm mà nhu cầu sử dụng khí cho phát điện ngày càng tăng, thì việc triển khai điện khí LNG sẽ đáp ứng được nhu cầu trên. Ngoài ra, trong định hướng đến năm 2050, Việt Nam không còn dùng than để phát điện. Chưa hết, điện khí không bị ảnh hưởng bởi thời tiết như thủy điện, điện gió, điện mặt trời. Việc đưa LNG vào sử dụng góp phần hoàn thành cam kết của chính phủ Việt Nam trong việc đưa phát thải khí nhà kính bằng không Net Zero tại COP26, lãnh đạo PVGas cho biết. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, chính quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án lớn có sức lan tỏa mạnh, nhất là các dự án xanh, sạch, bảo vệ môi trường. Đồng thời, tỉnh luôn cùng các doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc phát sinh ngay lập tức. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, các chủ đầu tư triển khai dự án của mình một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất và sẽ tiếp tục cải cách thủ tục, làm tốt hơn nữa để Bà Rịa Vũng Tàu xứng đáng là vùng đất thu hút các dự án lớn, có sức hút mạnh mẽ với sự phát triển của tỉnh và của vùng Đông Nam Bộ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khẳng định. Ngày 28 tháng 10, cảng đầu tiên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động tại khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3. Cảng cảng Phú Mỹ do công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ đầu tư với số tiền gần 3.000 tỷ đồng, rộng gần 38 hectare. Cảng cảng này có các phân khu chính như khu bến thủy nội địa, kho hàng, bãi container. Theo đánh giá của các chuyên gia hàng hải, logistics, việc cảng Phú Mỹ đi vào hoạt động rất quan trọng cho sự phát triển cảng biển nước sâu Cái Mép, Thị Vải và dịch vụ hậu cần cảng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như vùng Đông Nam Bộ. Bởi đây là cảng cảng đầu tiên của tỉnh này và là cảng cảng thứ ba của khu vực phía Nam. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất là cảng có kết nối đường bộ, đường hàng không, đường thủy và đường sắt trong tương lai. Nhờ đó giúp các nhà đầu tư, chủ hàng vận chuyển hàng hóa thuận tiện, tối ưu nhất về chi phí. Ông Nguyễn Công Vinh,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, cảng cạn Phú Mỹ là cánh tay nối dài của cụm cảng cái mép thì phải. Đồng thời đây cũng là tiền đề quan trọng cho việc phát triển dịch vụ hậu cần cảng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu một cách đồng bộ, hiện đại. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức mới nhất. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.